Xin chào mọi người, mình là anh Quang. Công việc hiện tại của mình là một diễn viên, người mẫu. Do anh trách công việc mình phải make up và thức đêm rất là nhiều nên mình rất chú trọng đến làn da của mình. Qua tìm hiểu, mình được biết một trào lưu đang rất hot ở Trung Quốc và bây giờ là đầu tiên có mặt tại Việt Nam, đó là bên Dr. Amistad Face Wash. Nào, các bạn còn theo chân để trải nghiệm dịch vụ của mình nhé. Khi trải nghiệm dịch vụ rửa mặt cao cấp thì mình cảm thấy da mình rất là sạch, thoáng, không có một chút bã nhờn nào luôn. Cảm giác rất nhẹ nhàng. Và trong lúc mình được spa, mình được chăm sóc da thì mình phê mất ngủ quên luôn. Thật sự quá tuyệt vời.